chào các bạn đã đến với Tom Thiếu Gia. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với tập 11 của anime Nhiệm vụ tối thượng nhà Jozakura nhé. Nhưng lưu ý với các bạn, video này là tóm tắt phim, do đó sẽ tiết lộ hết toàn bộ nội dung của phim, nên các bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi xem nhé. Chị Futaba dùng khẩu súng bắn bóng có vận tốc 300 km/h của mình bắn Taizo bạc bạc. Chị bảo đây là cách tốt nhất để rèn luyện kỹ năng phản xạ cho cậu. Chị còn tiết lộ chị rất hay chơi trò này với anh Shinzo, nhưng Taizo có vẻ không thích cái trò này cho lắm. Bắn bóng xong, chị Futaba kêu Taizo nghỉ ngơi một xíu để lát nữa tập tiếp. Masumi lúc này đang xem cuốn album gia đình mà cô vừa tìm thấy khi dọn phòng. Taizo chỉ vào một bức ảnh trong đó và hỏi nó được chụp vào nhân dịp nào. Cô bảo nó được chụp vào buổi tiệc chúc mừng Nanao vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ điệp viên. Chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp này vốn là truyền thống của nhà Jozakura. Nhưng Taizo lại không biết chứng chỉ điệp viên đó là gì, khiến cho Masumi và chị Futaba ngơ ngác ra mặt. Thế rồi chị Futaba giải thích cho cậu biết, chứng chỉ điệp viên là một tấm thẻ được cấp bởi Hiệp hội Điệp viên. Hiệp hội này vốn được các điệp viên thành lập vào đầu thế kỷ 20 với mục đích tương trợ lẫn nhau. Và những ai vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ điệp viên hàng năm mà họ tổ chức sẽ trở thành một thành viên của hiệp hội và được hưởng vô số những đặc quyền xịn sò, như quyền truy cập thông tin và được giới thiệu các nhiệm vụ để làm. Ngoài ra còn có cả chế độ lương hưu dành riêng cho điệp viên nữa. Đầu tiên họ sẽ cấp cho chúng ta một tấm thẻ hạng đồng, sau khi chúng ta vượt qua kỳ thi thăng cấp thì sẽ được nâng lên thẻ hạng bạc và cuối cùng là thẻ hạng vàng. Nhưng độ khó của nhiệm vụ cũng sẽ tăng lên theo từng cấp hạng của thẻ và tất nhiên lợi ích nhận được cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Nghe có vẻ xịn sò nên Taizo muốn tham gia kỳ thi này ngay và luôn. Ông anh cả liền xuất hiện và bảo các thành viên trong gia đình đều vượt qua kỳ thi ngay trong lần đầu tiên. Nên nếu chú mày mà thi trượt và làm ô danh gia đình thì anh sẽ cho chú mày biết thế nào là lễ hội. Bỗng con nhỏ Azaka la hét ầm ĩ và xin lỗi chị Sion các kiểu đủ thứ. Cả bọn nghe nó hét nên cũng tò mò kéo đến xem coi có chuyện gì. Nó bảo nó vô tình chạm vào dây cáp trong lúc dọn dẹp nên đã làm cho chương trình của chị Sion gặp trục trặc. Chợt trên màn hình xuất hiện một con ma nhìn rất là ghê, sau đó nó còn giở trò hù dọa khiến cho Taizo tái mét cả mặt. Masumi và chị Sion thấy thế liền quay sang chị Futaba, và chị Futaba nhà ta lúc này hồn siêu phách tán luôn rồi. Sau đó Masumi tiết lộ với Taizo là chị Futaba rất sợ ma quỷ, mỗi khi nhìn thấy chúng thì chị ấy lại thành ra cớ sự như vậy. Taizo thấy lạ vì chị Futaba mạnh như thế mà lại đi sợ tụi nó. Masumi bảo đó cũng chính là lý do chị ấy có thể đập tụi zombie hay quái vật ra bã bằng võ thuật của mình. Tuy nhiên với bọn ma quỷ hay lời nguyền thì võ thuật chẳng làm được tích sự gì, cho nên chị ấy mới phải đi sợ tụi nó. Taizo không thể tin được cái lý do nó lại củ chuối đến như thế. Chị Sion kể hồi xưa từng dẫn chị Futaba đến một ngôi nhà ma để chơi cho vui. Nào ngờ chị ấy lại đập cho chỗ đó đi đời nhà ma luôn, làm cho nhân viên người ta sợ hãi mà chạy toáng loạn hết cả lên. Masumi nói chị Futaba sẽ bình thường trở lại vào ngày mai, nên cho tới lúc đó chúng ta cần phải bảo vệ chị. Vì chỉ cần nghe thấy tiếng cót két của cửa thôi là chị ấy run như cầy sấy rồi. Nhắc đến tiếng cót két thì chị Sion chợt nhớ dạo gần đây rất hay có tiếng động lạ ở trong nhà. Goliath thì cứ gầm gừ cảnh giác thứ gì đó mà chị lại chẳng thấy có thứ gì, nên chị đoán có khi nào là do những hồn ma có thủ oán với nhà Jozakura gây ra. Masumi liền kêu chị Sion đừng nói nữa, vì mặt của cô sắp bị chị Futaba biến thành ma luôn rồi. Để chị Futaba cảm thấy an toàn nên cả bọn cùng nhau bảo vệ chị. Như lúc xem TV mà có thứ gì đáng sợ là anh Shinzo bắn súng chuyển kênh liền. Khi nào cần đi vệ sinh là sẽ có người dẫn chị đi, ngay cả lúc chị tắm cũng được Masumi chăm sóc tận tình. Thậm chí nếu Kengo mà giở trò hù dọa là sẽ bị chị Sion ra tay trừng phạt. Mặc dù được bảo vệ mọi lúc mọi nơi như thế, nhưng chị Futaba vẫn rất sợ mà bám sát vào tường mỗi khi di chuyển. Vì trần nhà cứ có mấy âm thanh cót két kỳ lạ phát ra nên Masumi sẽ ngủ cùng chị Futaba, còn Taizo thì ở bên cạnh canh gác và sẵn sàng ứng phó nếu có chuyện gì xảy ra. Masumi bảo cô sẽ đọc chuyện cho chị nghe cho tới lúc chị ngủ, còn dặn Taizo nếu cô mà ngủ trước thì hãy thay cô đọc tiếp. Vì hồi nhỏ mỗi lần đọc chuyện này là cô lăn đùng ra ngủ ngay lập tức, và quyển chuyện có tựa đề là Momotaro vô nghĩa bất nhân. Taizo tái mét cả mặt vì nghe cái tên của nó chẳng khác nào như chuyện kinh dị. Và Masumi bắt đầu đọc, hồi xưa trong thời kỳ hỗn loạn khi con người và bọn quỷ gây chiến với nhau. Có một đứa bé được tìm thấy tại một con sông nhuộm đầy máu đỏ. Người ta gọi đứa bé ấy với cái tên là Momotaro. Đọc tới đây thì Masumi lăn đùng ra mà nằm ngủ thẳng cẳng. Thế rồi Taizo thay cô bé mà đọc tiếp câu chuyện. Vì tin Momotaro là vị cứu tinh được ông trời phái xuống diệt trừ lũ quỷ nên họ đã mang Momotaro về nhà nuôi nấng. Sau khi lớn lên và trải qua nhiều cuộc gặp gỡ tri kỷ và sự chia ly đầy đau đớn, Momotaro đã dấn thân vào các cuộc chiến đầy khốc liệt và giết người bạn quỷ tri kỷ của mình. Kể từ đó Momotaro đã không còn có thể quay đầu, cậu ta cứ thế mà bước tiếp và để số phận mình xuôi theo dòng chảy của sinh mệnh. Nghe hết chương 1 của câu chuyện khiến chị Futaba rất hoài niệm về hồi xưa. Chị bảo mẹ của chị rất hay đọc chuyện này cho chị nghe lúc chị còn nhỏ.
Hồi đó chẳng có thứ gì có thể làm cho chị sợ cả, nhưng từ khi mẹ qua đời thì chị mới nhận ra có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể chống lại dù cho chúng ta có mạnh mẽ đến thế nào. Mỗi khi nghĩ tới viễn cảnh sẽ mất đi người mà mình yêu quý một lần nữa thì chị rất sợ hãi. Nỗi sợ không thể bảo vệ được cho ai cứ bám víu lấy chị, khiến chị cảm thấy mình không đủ tư cách làm trưởng nữ của nhà Yozakura. Thay vì để mọi người nhìn thấy nỗi sợ thảm hại này, thì chị thà để mọi người cười cợt chị vì nghĩ chị sợ ma quỷ sẽ tốt hơn. Chắc do Taizo là con rể nên chị mới có thể dễ dàng nói ra những tâm sự này. Taizo bảo cậu cũng hiểu cảm giác bất lực khi nhìn người thân mình rời xa của chị, nhưng đó cũng là lý do mà cậu muốn mình phải trở nên mạnh mẽ, để xứng đáng là một thành viên của nhà Yozakura và để có thể bảo vệ được người mà cậu yêu thương. Sau khi trò chuyện xong thì chị Futaba kêu Taizo về phòng nghỉ ngơi và chị chúc cậu thi tốt vào kỳ thi sắp tới. Chị thầm nhủ có lẽ mình đã có thêm một đứa em trai tuyệt vời nữa rồi. Và ngày diễn ra cuộc thi cấp chứng chỉ điệp viên cũng đã đến, các thí sinh lúc này đang chạy sấp mặt ở vòng thi chạy. Taizo rất xịn sò vươn lên dẫn trước khiến cho cậu bị một vài thí sinh để mắt tới. Trong đám để mắt đó có một thằng ất ơ. Thằng này nhận ra cậu là tân binh của nhà Yozakura và bị treo thưởng 500.000 đô, nên nó đang rất muốn lấy đầu của cậu. Còn Matsumi thì rất hãnh diện với màn thể hiện vừa rồi của chồng mình, nên cô chuẩn bị cho chồng cả đống cơm nắm để phục hồi sức lực. Nhân lúc cậu đang nghỉ ngơi ăn uống thì thằng ất ơ xông vào đánh lén, nhưng có một gã tóc vàng đã thay cậu ra tay xử lý nó. Tóc vàng bảo tấn công thí sinh khác là điều cấm kỵ ở cuộc thi này, quá ấm ức nên thằng ất ơ bỏ chạy. Taizo quay sang cảm ơn thằng tóc vàng, nhưng nó bảo cậu không cần khách sáo, vì ra tay bảo vệ người mình yêu là chuyện đương nhiên thôi mà. Nó còn lấy hộp cơm còn sót lại trên miệng của cậu mà bỏ vào mồm. Lời nói và hành động của nó khiến Taizo tái mét cả mặt. Cậu đánh giá tình hình này rất là gay go, nếu không xử nó ngay thì kiểu gì cũng sẽ nguy to. Nhưng nó kêu cậu đừng chĩa súng vào nó như thế, vì trái tim của nó đã bị mũi tên tình yêu của cậu bắn trúng từ lâu rồi. Matsumi ngẫm nghĩ nãy giờ cuối cùng cũng đã nhận ra nó là thằng nào. Cô bảo thằng này tên là Hoshifuru Tsukijo, dân chơi số 1 trong giới điệp viên. Nó có thể tán tỉnh bất kỳ một ai, mặc kệ dù người đó có là trai hay là gái, là người già hay người trẻ, miễn là nó sướng thì nó không chừa bố con thằng nào. Và giờ Matsumi đang rất quạo vì nó dám tán tỉnh chồng mình. Trên điện thoại của nó còn gắn cả búp bê hình Taizo. Nó bảo con này được làm từ tóc và các mảnh quần áo của cậu mà nó thu thập được ở những nơi mà cậu từng làm nhiệm vụ. Nghe nó nói mà Taizo tẩm lợm ra mặt, sau đó nó còn lôi Taizo đi tham gia vòng thi tiếp theo, mặc cho Matsumi gào rú trong tuyệt vọng. Ở vòng thi vô hiệu hóa quả bom, trong khi các thí sinh khác gặp rắc rối vì bị nổ cho bay màu, thì Taizo nhà ta vẫn rất bình tĩnh mà từ từ cắt dây và thành công vô hiệu hóa được quả bom. Nhưng ở phía xa xa có một thằng biến thái đang vẫy tay chào cậu, nó đã hoàn thành vòng thi của mình và đứng chờ sẵn từ nãy tới giờ. Ở vòng thi thoát khỏi địa ngục nước, Taizo đã rất chật vật tháo từng ổ khóa và thành công ngoi lên mặt nước. Nhưng vừa trồi ra ngoài thì lại gặp thằng biến thái Tsukijo ở kế bên. Nó bảo cậu rất quyến rũ trong bộ dạng ướt chèm nhẹp, nên nó rất muốn liếm khắp người cậu. Ở vòng thi viết, trong khi các thí sinh đang gặp khó khăn với mấy câu hỏi và liên tục cắm đầu vào trần nhà vì trả lời sai, thì thằng Tsukijo đã hoàn thành xong bài thi và còn khoe với Taizo nữa. Quá ức chế với thằng này nên cậu vội vã cắm đầu cắm cổ mà viết lia viết lịa. Ở vòng thi trốn thoát khỏi tụi quỷ mặt nạ, trong lúc Taizo đang bị bọn quỷ rượt chạy cho té khói, thì thằng Tsukijo xuất hiện ôm cậu vào lòng và gửi lời yêu thương thắm thiết, khiến cậu nổi hết cả da gà da vịt mà đẩy nó ra, thế là cậu tiếp tục bị bọn quỷ rượt chạy cho té khói. Và vòng thi cuối cùng cũng đã đến, chứng chỉ điệp viên sẽ được đặt ở phía trước. Các thí sinh chỉ việc đến lấy mà mang chúng về nữa là xong, tuy nhiên vì để bảo mật thông tin nên địa điểm thi mỗi năm đều sẽ bị phá hủy. Trong lúc đó cả bọn phải cố sống cố chết để lấy chứng chỉ cho bằng được, đứa nào không lấy được thì coi như đứa đó trượt. Taizo và thằng biến thái rất xịn sò và dễ dàng vượt qua các cạm bẫy ở trên đường. Thằng ất ơ cũng xịn sò chẳng kém và đã bắt kịp cả hai. Nó còn đốn hạ Taizo khiến cậu bị bỏ lại phía sau, cứ tưởng thế là cậu trượt kỳ thi, nhưng không, thằng biến thái đã xuất hiện và ra tay ứng cứu kịp thời. Nó bảo vẻ mặt tuyệt vọng của cậu rất là quyến rũ, tuy nhiên tấm lưng không chịu bỏ cuộc của cậu còn quyến rũ hơn. Sau khi cứu cậu thì nó cũng lâm vào tình cảnh éo le. Nhưng Taizo thay vì đi lấy chứng chỉ thì cậu quyết định cứu người vừa cứu mình. Cậu bảo nếu nó thích cậu vì cậu không bỏ cuộc thì hãy im cái miệng lại mà cùng nhau vượt qua kỳ thi. Nghe cậu nói khiến thằng biến thái rất vui, rồi nó dùng cái quạt đưa cả hai lên trên an toàn. Nó bế cậu trên tay, rồi tuyên bố thí sinh Asano Taizo đã đỗ kỳ thi này. Tuyên bố xong thì nó giới thiệu bản thân. Nó bảo nó là điệp viên mang thẻ hạng bạc tên là Hoshifuru Tsukijo và cũng là giám khảo của kỳ thi cấp chứng chỉ điệp viên lần thứ 112 này. Để kiểm tra mọi khía cạnh của thí sinh nên nó đã trà trộn làm thí sinh. Đối với một điệp viên thì kỹ năng và kiến thức vô cùng quan trọng. Nhưng ở hiệp hội điệp viên còn có một thứ còn quan trọng hơn cả, và đó chính là lòng nhân đạo. Trong thế giới này luôn đầy rẫy những kẻ mưu mô và phản bội, nên để tìm kiếm một điệp viên đáng tin cậy thì mỗi thí sinh sẽ được một giám khảo đi theo và đánh giá thí sinh đó.
như thằng ất ơ chơi xấu ban nãy đã bị giám khảo của nó đánh trượt. Nhưng một người được sự tin tưởng từ nhà Jozakura như Taizo thì không cần điều đó, và giờ nó tuyên bố cậu đã chính thức vượt qua kỳ thi và trở thành một thành viên của Hiệp hội Điệp viên. Taizo vui dữ lắm và hỏi nó vụ nó thích cậu cũng chỉ là diễn kịch để tiếp cận cậu thôi à. Nó bảo riêng vụ này là thật và những lời yêu thương mà nó trao cho cậu cũng đều là thật luôn. Nghe nó nói xong thì Taizo cũng hết vui luôn. Tại bữa tiệc chúc mừng, Taizo đã vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ điệp viên. Cả bọn thắc mắc ông anh cả ở đâu sao chẳng thấy. Vừa dứt lời thì ổng liền xuyên thủng trần nhà và đáp xuống. Ổng bảo để tiện theo dõi và bảo vệ Matsumi nên ổng đã đục sẵn mấy chỗ trống trên trần nhà. Nghe ổng nói thì chị Futaba liền lao vào khống chế ổng, vì chị nhận ra mấy tiếng cót két bữa giờ là do ổng làm. Trong lúc rình mò Matsumi thì ổng tiện hù dọa chị luôn. Thế là ổng bị chị đập cho như tử mà gãy xương tùm lum tùm la. Và bức ảnh chúc mừng Taizo vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ điệp viên đã được nhỏ Azaka chụp lại. Phía sở cảnh sát lúc này đang nháo nhào vì một tù nhân vừa trốn tù. Tù nhân ấy còn để lại một tờ giấy với nội dung rằng tôi cần ra ngoài gặp vài người một chút. Taizo mở cái cặp của mình ra thì bỗng thấy có một ông già. Ông bảo nếu chúng ta vắng nhà một năm thì hệ thống nhận diện của ngôi nhà sẽ xóa bỏ dữ liệu của chúng ta. Mà ông lại không muốn vượt qua mấy cái bẫy dở hơi cho nên mới phải quá giang cái cặp của Taizo mà vào đây. Ổng giới thiệu với Taizo ổng là ông ngoại của cậu, nhưng Taizo cóc quan tâm mà móc súng ra bắn ổng khí thế, vì cậu cho rằng ổng là kẻ đột nhập. Cũng may Matsumi xuất hiện kịp lúc, nếu không ổng bị Taizo bắn nát người luôn rồi. Matsumi giới thiệu với Taizo ông già này tên là Jozakuraban và là ông ngoại của cô. Rồi ông ngoại lôi ra vài cọc tiền tặng cho hai cháu, bảo đây là tiền mừng cưới và một ít tiền để tiêu vặt. Đưa xong thì ổng liền lôi cháu rể chạy thục mạng, nhưng ông anh cả đã xuất hiện và ngăn cản kịp thời. Ông anh cả bảo vừa nhận được yêu cầu khẩn cấp từ phía cảnh sát, đó là hãy bắt lại tên tù nhân vượt ngục Jozakuraban. Taizo nghe tù nhân mà sửng sốt ra mặt. Ông ngoại liền kêu ông anh cả đừng nói thế vì rất dễ gây hiểu lầm. Rồi ổng nói nhiệm vụ của ổng là thu thập thông tin từ mấy tay thế giới ngầm đang ở trong tù. Nhưng trong đó hơi chán nên định ra ngoài chơi vài hôm rồi sẽ quay lại. Ông anh cả liền bảo ông ngoại vì muốn lấy le với gái nên hay để lộ thông tin của thế giới ngầm, nên ông ngoại mới bị cấm không được ra thế giới bên ngoài trừ khi có việc cấp bách. Vì thế giờ ông anh cả sẽ giao nộp lại ông ngoại cho phía cảnh sát. Ông ngoại không ngờ thằng này mới không gặp một thời gian mà đã quên người từng thay tã cho nó là ai. Thế rồi ổng thách ông anh cả có thể bắt được ổng. Nói xong ổng nhấn vào cái đồng hồ và thế là ổng biến mất tiêu cùng Taizo luôn. Goliath nhặt được một tấm hình gì đó rồi đưa cho Matsumi. Lát sau ông anh cả gọi điện cho Taizo và tiết lộ một số thông tin về ông ngoại. Anh bảo ông ngoại là một huyền thoại trong việc đột nhập. Ông ấy có kỹ thuật nắn khớp xương và điều chỉnh sụn khớp nên có thể ẩn nấu vào bất kỳ ngõ ngách nào. Với tuổi nghề lên đến hàng chục năm đã giúp ông ấy sở hữu được một lượng thông tin vô cùng khổng lồ, cho nên sẽ có rất nhiều kẻ muốn nhắm tới lượng thông tin khổng lồ đó. Vì thế anh cần chú bắt ổng lại trước khi có sự cố nào xảy ra, cứ việc mạnh tay vì ổng không dễ gì mà chết được. Và nơi mà Taizo đang ở là một quán bar dành riêng cho hội viên. Ông ngoại lúc này đang quẩy rất sung cùng các chị em xinh tươi của mình. Khi thấy ổng chuẩn bị tiết lộ bí mật quốc gia thì Taizo liền lao tới bịt miệng ổng, nhưng ổng đã vội né được khiến cho cậu té nhào mà chổng mông lên trời. Tuy nhiên Taizo đã gắn keo bám siêu dính do Nanao đặc chế lên chỗ ghế mà ổng ngồi, cứ tưởng đã tóm được ổng, nhưng không, ổng đã cởi bỏ luôn bộ đồ của mình và tạo dáng rất chi là ngầu lòi. Và sau một tiếng đuổi bắt khí thế giữa cả hai, thì Taizo nhà ta kiệt sức luôn rồi, cậu không thể tin được là mình lại đọ sức thua một ông già. Rồi cậu hỏi lý do thật sự mà ổng vượt ngục là gì, vì nếu chỉ muốn gặp các cháu thì có thể đợi đến khi kết thúc nhiệm vụ là được rồi mà. Ổng liền bảo bắt buộc phải là ngày hôm nay, sau đó ổng mời cậu uống rượu nhưng cậu từ chối vì chưa đủ tuổi. Ổng đánh giá cậu quá ngây thơ nên quyết định sẽ kể cho cậu nghe về chuyện tình của ổng để cậu tham khảo. Dù cậu không muốn nghe nhưng ổng vẫn kể. Ổng nói bà ngoại là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen óng ả và nụ cười tỏa nắng. Trước khi gặp bà ấy thì ông chỉ là một kẻ bất cần đời, không mở lòng với bất kỳ ai, thậm chí cũng không quan tâm tới bản thân mình. Nghe điều này, Taizo cảm thấy ông rất giống với cậu. Ông nói tên của bà ấy là Keiko, người con gái đã soi sáng và dẫn lối cho ông thoát khỏi cuộc đời tăm tối. Bà ấy đã khuyên ông hãy coi trọng bản thân mình như cách mà ông nghĩ về bà ấy. Một người phụ nữ tuyệt vời như thế mà lại chọn ông thì thật là phí phạm. Ông cảm thấy Taizo rất giống với ông và cùng là con rể của nhà Jozakura. Và ông muốn nói với cậu một điều, tình yêu có thể là vô hạn, nhưng sinh mạng chỉ là hữu hạn mà thôi. Hãy trân trọng hiện tại và đừng để sau này phải tiếc nuối điều gì. Và ông mong Taizo và Matsumi có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Taizo khuyên ông đừng lo, cậu bảo Matsumi đã cho cậu niềm hạnh phúc vô cùng to lớn và cậu tuyệt đối sẽ không để mình phải hối tiếc bất cứ điều gì. Cậu hứa với ông, cậu sẽ cố gắng hết sức để Matsumi cũng cảm thấy hạnh phúc giống như thế và đó là điều duy nhất mà cậu có thể làm. Chợt có một người phụ nữ bước vào quán, rồi bà ấy tiến tới còng tay của mình vào tay ông ngoại.
Bà bảo cái còng này sẽ nổ tung nếu cố phá nó bằng vũ lực, nên nếu không muốn tay vợ mình bị nổ thì chớ có mà làm liều. Khi thấy vợ thì ông ngoại liền ôm lấy ôm để, ổng còn rủ vợ mình đi hẹn hò nữa chứ. Matsumi cũng có mặt ở đây và cô giới thiệu với Taizo đây là bà ngoại của cô, tên của bà là Yozakura Keiko, bà ấy là gia chủ đời thứ 8 của nhà Yozakura. Taizo tái mét cả mặt vì nãy giờ nghe ông ngoại kể nên cậu tưởng bà ngoại đi đời nhà ma từ lâu rồi. Sau đó bà ngoại tống ổng giao cho phía cảnh sát, sở dĩ ổng trốn ra ngoài vì hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người và bức ảnh mà Goliath nhặt được là hình chụp lúc trẻ của ổng với bà ngoại. Khi thấy bức ảnh thì Matsumi mới nhớ ra ngày này mà liên lạc với bà. Taizo nói cậu rất hiểu cảm giác của ông ngoại. Nghe cậu nói thì Matsumi đỏ hết cả mặt. Thực ra ban nãy cuộc trò chuyện của cậu và ông ngoại cô đều đã nghe thấy hết, nên hiện giờ cô đang rất là hạnh phúc. Vài ngày sau, Taizo và Matsumi nhận được tấm hình hẹn hò của ông bà ngoại. Nhờ ông ngoại khóc lóc van xin nên hôm đó bà ngoại đã mềm lòng mà đồng ý hẹn hò với ông. Taizo công nhận tình cảm của họ thật thắm thiết dù cả hai đều đã có tuổi. Ít lâu sau, ông ngoại lại vượt ngục và mang quà về nhà cho cả nhà. Nhỏ Asaka bảo bọn họ thực hiện chuyến đi mua sắm hàng tháng của nhà Yozakura mất rồi. Phía anh chị em Yozakura lúc này đang chia nhóm ra để đi mua sắm. Chị Sion và anh Shinzo cùng đi đến cửa hàng vũ khí. Kengo và Nanao thì đi đến một tiệm thuốc. Vợ chồng Taizo và Matsumi thì đi với nhau. Chỉ có mỗi ông anh cả và chị Futaba là đi riêng mà thôi. Taizo cảm thấy rất hoài niệm về nơi này vì lần cuối mà cậu tới đây là lúc đi cùng với gia đình mình. Matsumi dẫn cậu đến một cái máy trò chơi. Cậu không ngờ vợ mình vẫn còn trẻ con như thế, nhưng khi thấy cái thứ rơi ra là mấy viên lựu đạn thì cậu tái mét hết cả mặt mày. Sau đó cả hai còn tới một quán nước. Matsumi gọi món trà sữa bi sắt. Taizo không biết trà sữa bi sắt là trà sữa quái gì. Chị chủ quán hỏi cả hai muốn thanh toán qua hình thức nào, tiền mặt và thẻ tín dụng hay máu và nhãn cầu. Taizo tái mét cả mặt vì không ngờ bà chị này hiểu Matsumi nói gì và lại có mấy cái hình thức thanh toán gì mà nghe thấy mà ghê. Giờ thì Taizo đã hiểu sơ sơ về một số thuật ngữ mua bán ở đây. Nếu muốn mua đạn của súng ngắn thì gọi trà sữa, còn với súng trường thì ta gọi cà phê. Và trung tâm mua sắm này là nơi tập trung hàng hóa dành cho các thành viên của thế giới ngầm. Trong lúc đó, Nanao và Shinzo đang chọn lựa các món đồ cho mình ở tiệm thuốc. Nanao thì bận tâm tới các viên thuốc hóa học, còn Kengo thì thích thú với mấy cái mặt nạ giúp làm dịu làn da sau nhiều lần hóa trang. Chị Futaba nhà ta thì đang thư giãn tại một tiệm spa trị liệu xương khớp. Chị được bà chủ tiệm Chizo chăm sóc tận tình. Bà Chizo này hiện đã 97 tuổi, bà ấy là một cựu vệ sĩ đã nghỉ hưu cách đây 60 năm về trước. Bà hỏi chị Futaba trong tháng này đã xử bao nhiêu thằng rồi, chị bảo chắc tầm 300 thằng, nhưng với kinh nghiệm nắn xương của mình thì bà biết ít nhất cũng phải là 500 thằng. Anh Shinzo lúc này đang do dự không biết chọn mẫu vũ khí nào, chị Sion liền lấy cây súng bên tay trái của anh. Chị bảo trong khi chọn lựa giữa hai món đồ thì anh luôn mất 10 phút để suy nghĩ và 85% anh sẽ chọn món đồ bên tay phải. Nhưng khi đó có tới 97% khả năng anh sẽ hối hận với lựa chọn đó trong 2 ngày, nên tóm lại nếu chọn bên tay trái thì sẽ đúng tới 99%. Ông anh cả đến một căn cứ bí mật trong một tiệm sách. Ở đây còn có cả gã cảnh sát Seiji nữa nè mọi người. Tiệm sách này có tên là Hiệu sách của nàng Mi, một nơi tập trung rất nhiều sách cấm từ khắp mọi nơi trên thế giới. Sau khi nhận được cuốn sách mà mình yêu cầu thì ông anh cả đứng cười rất chi là bí hiểm. Matsumi và Taizo đi ngang qua nhóm điệp viên công vụ Hinagiku trên đường, sau đó đến một tiệm giặt ủi để lấy cái áo. Tiền công để giặt sạch vết máu và vá mấy lỗ đạn là 4.980 yên. Chợt có một đứa bé nắm lấy tay của cậu mà khóc lóc đòi gặp bố. Cô bé bảo có mấy người rất đáng sợ đã đưa bố của cô bé đi xuống tầng dưới để nói chuyện. Thế là Matsumi và Taizo quyết định đưa cô bé xuống tầng dưới để tìm bố. Matsumi bảo ở trung tâm mua sắm này có một khu tầng hầm không hiển thị trên bảng điều khiển của thang máy. Nơi đó là một khu chợ đen, chuyên giao dịch những món hàng không thể bày bán công khai trên mặt đất. Tầng hầm thứ nhất có tên là Thành Gaon, một nơi nhìn rất tồi tàn và đậm chất tệ nạn xã hội. Matsumi bảo đám người này sẽ không dám tấn công gia chủ của nhà Yozakura, nên nếu đi cùng cô thì sẽ an toàn. Chợt cả bọn thấy có một người đang bị hành hung ở gần đó. Để mình giải thích cho các bạn tình hình của hai cái gã này. Gã đàn ông đang bị hành hung là người làm công việc vận chuyển. Gã có một đứa con nên muốn rút lui khỏi tổ chức. Nhưng thằng đầu hói bị chột trong tổ chức lại không đồng ý cho gã nghỉ hưu dễ dàng như thế. Nên bảo nếu mày muốn rửa tay gác kiếm thì để lại đây một con mắt hoặc một lá phổi. Taizo nhà ta thấy chuyện bất bình nên lấy súng ra bắn thằng hói bị chột. Và cậu đã cứu thành công gã đàn ông đòi nghỉ hưu. Và gã đàn ông đòi nghỉ hưu cũng chính là bố của cô bé đang tìm bố. Xong chuyện định rời đi thì bỗng có một đám Zukon ở đâu kéo tới bu xung quanh cả bọn. Hóa ra tụi nó tới là để bắt Taizo, vì cái mức giá treo thưởng 500.000 đô của cậu quá ư là béo bở, khiến cho Taizo sợ quá trời sợ. Nhưng ông anh cả đã xuất hiện kịp thời và xử lý tụi Zukon trong một nốt nhạc.
Taizo vô cùng cảm động vì không ngờ ông anh cả lại ra tay cứu cậu. Nhưng khi nhìn thấy cuốn sách mà ổng cầm có tên là Tra tấn toàn thư, thì cậu và Masumi trắng bệch luôn cả người, vì đây mới thật sự là mục đích của ổng. Tụi Jukon lúc này vẫn chưa chịu từ bỏ. Tụi nó cho rằng dù là nhà Jozakura đi nữa thì cũng không thể đánh lại từng này người của tụi nó. Nhưng tụi nó chưa kịp làm gì thì các anh chị em khác đã xuất hiện và dần cho tụi nó ra bã. Đã vậy cả bọn còn cho trung tâm mua sắm sập luôn cả một tầng và lên luôn TV. Phía Hinagiku đang coi phim thì cứ nghĩ là do công nghệ 4D xịn sò, chỉ có thằng xui là nhận ra tòa nhà đang bị sập. Và thế là buổi đi mua sắm hàng tháng của nhà Jozakura đã kết thúc trong êm đẹp. Vậy là tập 12 đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nhé!